không chịu đánh răng, khốn luôn. Vậy là người ta chỉ việc khóa lỏng kem đánh răng, sau đó cho vào bình khí nén, rồi bán với giá 90 mấy ngàn một chai, gấp 8 lần một chai kem đánh răng. Có 25 ml thôi. Seriously refreshing. 10 seconds remaining. Mình đang cầm trên tay một sản phẩm. À, chắc sau này tôi mở kênh review dạo để đấu với ông vật vờ. Tôi sẽ là ông... Sven Ninja VP kìa. Không, nhưng mà bây giờ pick xong rồi thì cứ kệ họ đi. À, trên tay tôi đang là sản phẩm chai xịt Denti Plus Press. Ê, nó ghi chữ Press nè. Denti Plus Press chứ không phải là Fresh Breath Spray. Như vậy là nhãn Việt Nam ngu, không phải là người đọc ngu nhé. Xịt tơ miệng thật sự tinh khiết không đường. Không phải cả tên tiếng Việt dịch ra cũng ngu không kém. Công dụng: xịt tơ miệng mang lại hơi thở tinh khiết, giúp diệt khuẩn, làm sạch và thơm miệng sau khi ăn uống những sản phẩm có mùi hoặc hút thuốc. Với hương vị bạc hà lưu lại sẽ mang đến cho bạn hơi thở thơm tho, tinh khiết. Cách dùng: xịt trực tiếp vào miệng, lưu ý để xa tầm miệng trẻ em. Wow. Chai này 90 mấy ngàn rồi phải không? Prepare for battle. Tôi không đùa, tôi sẽ làm một cái channel riêng chuyên đi, không phải là review dạo nhé, mà là giống như là kênh ý tưởng bậy, kênh ý tưởng bậy thôi, kiểu như một cái ý tưởng hồi nãy mà tôi nói với mấy ông về cái thiết bị định vị toàn cầu á, ở đâu xài cũng được á, dù bạn có ở rừng, ở giữa thành phố, ở dưới lòng đất hay là ở trên trời, thì mình sẽ đem đến cho bạn một giải pháp để định vị toàn cầu. Và đặc biệt là nó, thiết bị này sẽ không có quá nhiều sự phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh hay là tín hiệu wifi. Chỉ cần các bạn bấm nút vào, ngay lập tức vị trí của các bạn sẽ được xác định và thông báo cho bạn bằng âm thanh. Chỉ cần bạn bấm nút thôi, ngay lập tức sẽ có hồi đáp cho bạn, bạn đang ở đây. Chỉ cần bấm nút, nó sẽ thông báo bạn đang ở đây. Dù bạn có ở trên trời, có ở dưới đất, có ở dưới biển hay là ở trong nhà vệ sinh, thì chỉ cần bấm nút, nó sẽ kêu bạn đang ở đây. Các bạn sẽ biết được là vị trí của mình là đang ở đây. Còn khi mà chức năng cập nhật xịn hơn, nó giống như là iPhone ấy, mình gọi thương đến một thương hiệu toàn cầu có nhiều khả năng hút máu khách hàng giống như là Apple, thì sau khi ra được thiết bị định vị, ví dụ như định vị S, mình sẽ tiếp tục làm thiết bị định vị S Plus, là thêm chức năng bấm vào, nó sẽ báo 5 phút trước bạn ở đằng kia, bây giờ bạn đang ở đây. Có thêm chức năng Last Track, dùng tên tiếng Anh cho nó ngon, Last Track, 5 phút trước bạn ở chỗ kia, bây giờ bạn đang ở đây. Tôi đúng buồn luôn. Và bây giờ chúng ta qua lớp 2 team nè. Tuneco với VS Astai cầm trên. Danny có Buddy Jara, Lonrui và General Journal of Land. Đây là một phong cách trẻ, một phong cách tùy tin, một phong cách sáng tạo đến từ phía team Navi. Bởi vì họ đã thắng 2 trận rồi thì có thua lại một trận cũng không sao, mà lại còn tốt cho nhà cái. Bên phía team VP thì chúng ta đang thấy FNG tiếp tục cầm full, lần này là full solo top. Yoku cầm Sven đang đi cùng với lại No Fear Witch Doctor. Còn Bounty được chơi bởi Aloha Dance đi long nhong bên ngoài đường. God là người cầm invoker dim hit thôi các bạn. Ở game đấu thứ hai thì God cũng đã một pha thể hiện strike còn tốt hơn cả Brocaster. Đó là mình cầm Brocaster, mình là người coi, mình có được tầm nhìn, mà mình strike còn hụt, trong khi God không có tầm nhìn, God chỉ đáng đoán là strike bắt chúng luôn. Đó là sự chênh lệch giữa một người chơi không biết God bao nhiêu MMR ta. Gotu là một người chơi chỉ có 4k1. Ơ, God ơi, God à, God ơi, mình đấm nữa thôi, sống rồi, an bình bảo lớn lên một phải lại, không phải Israel. General, mang thành công được con creep.
Thôi Arctide cướp được con này thì thơm kèo rồi. Vẫn là một chừng 3 con ấy. Cầm hết. Trời ơi. You found the city. Đấy, Sunstrike vào, đít găng ra rồi là Yoku ăn mày. First Blood. Khá thốn đây, khi mà The Van là có First Blood 5 tỷ tiền rồi, cùng với dây ghẻ trong tay. Bounty vừa nhặt được Rune Bounty. Anh kia đó thì Invoker. Ở đây có Sentry. Bước vào vùng Sentry rồi. Yara cầm lông rui giống này, con gấu con lên à, chết gấu con rồi thì phải. Con gấu con chết rồi. Ở trên này là một bãi pool và rất khéo của TVP. Farm tốt như thế này thì có vẻ cũng khó thở. Để Yara lên nhìn để kiếm kinh nghiệm thôi. Người ta gọi đây là ôi ơi, bị quẹt cho một phát luôn. Người ta gọi cái quá trình này là quá trình học hửi. Tức là hửi sát grip lên level. Quá trình học hỏi đầy gian nan. Yoku ỷ có mình cái chém lan rồi bắt đầu đứng láo nháo. Anh ấy nghĩ sao, chém lan của anh mạnh quá, mới có một điểm, một điểm chém lan, tưởng mình là cha thiên hạ rồi. Mình đến lượt Nofia nè, trên em top này Yakana không được, không biết được là còn bao tiền nằm đâu, như là phu tính bay. Bay đi đâu thì Kid dành cho Tobin rồi. Cái kiểu mà cầm gấu mà gấu bố gấu con là dắt díu nhau thế này ấy, Quick Doctor nó stun cho một cái là ăn cám luôn. Bây giờ thì chùm được đầu rồi. Nhưng stun đâu, Quick Doctor đâu, where is Quick Doctor? Ở lên mid Invoker mà có được mạng VS rồi. Quick Doctor ra mid hậu giá, cái chỗ mình tưởng nó giết người thì không giết, bây giờ trên laptop này đang tình huống đè lên. Cái chỗ trên này mới là một chỗ giết người. VS vào trong trụ chết. Cái top tờ nãy TP ra hàng chi không giết được con luôn rồi. Trên top này Aloha Dance. Dậm vào, ui trúng kìa. Bây giờ bán đi anh, bán đi anh. Không thành công rồi. Vẫn còn một lần nữa, vẫn còn một cơ hội nữa. Bây giờ thì mình cùng đoán nào, một giây nữa bắt vào phương này, ngược về phía sau, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, phải hiểu lý đó. Sau lưng ngu chết bệnh tật gì đâu, không để ý thời gian màn hình. Tiết Gia Ra đang dính rất nhiều hàng ở đâu, anh ấy bị dính cớt rồi, anh ấy bị dính subscribe vào đâu rồi. God lại có mạng nữa, lần này là cắn xoài đến từ General cho cà lao. Sao không xoay rồi, vậy là bất có mạng luôn rồi. Để lọt con chen cho Arctide, đó là một phần thảm họa của team VP. Nhưng được cái là Yoku đang rất xanh, anh mang được cho mình giấy treat. Bọc từ bên hông đó là General. Anh ấy chưa có ulti mà, thế thì bọc ra đây để làm gì? Thôi bị lộ sai luôn, Sentry bụng nó, cắn nó. Có tăng gô làm gì? Có hai tăng gô để làm gì? Radiant's bottom tower is under attack. Cùng cắn. General. Vâng, đứng rất lão. Di chuyển thẳng lên top. Tại đang ở đây với dạng mana rồi. Sẽ là Mekan, mình nghĩ như thế. Tới đi có cho mình rune regen. Alo Haden lại. Em xin dự đoán hướng lúc này sẽ là hướng 6 giờ. Không thành công rồi, hướng 5, 6 giờ. Hướng 7 giờ. Hướng 7 giờ. 6 giờ rưỡi, 4 giờ rưỡi. Đây là cái bộ mà định vị của lính Mỹ. Bây giờ thì Satya hãy chưởng về hướng 6 giờ. Chưởng đi. Chưởng. Không chưởng. Bỏ qua. Chờ đi qua, chưởng vừa rồi. Bất kể hết go rồi. General rồi. Bây giờ thì bấm mana lên.
một chặt vào tay rồi xong quay tay và hồi máu vẫn không đủ. Hand of God to lay slow hand đặt tay slow hand đặt tay slow hand đặt tay slow hand. Boss nãy giờ không thăm Sven, không biết là Sven nó giàu đến mức độ nào. À, Sven TP lên top rồi, như vậy là Sven sẽ là người đi farm stack. Nhưng có đâu phải. Ủa. Tôi tự dưng từ bỏ một vùng đất thân yêu đang thoải mái sảng khoái vậy, cái lên top này farm gì trời. Ủa. Chu Duyên thiệt á. Ông đứng như này ông farm ngon mà. Con gấu tuổi gì chơi vậy ông? Trời, Sven sắp level 7, luôn rồi mới level 5. Ủa, tự nhiên vô rừng đi farm, bỏ lên trống quát không thằng nào xuống farm. Throw game ơi, bán rồi. Thứ 8 của trận đấu và Dandy sẽ có rune Arcane. Hình như Jen đang dùng phép triệu hồi quái thú vậy vậy. Ờ, triệu hồi Demon. Xong kẹt giữa đám Demon luôn. Rồi lộ sẽ móc luôn trên này. Rồi xong phim nát bét như tương. Cắm mắt cũng bị thấy, phu rồng thấy chỗ cắm mắt luôn mà. Hay đến thế là thôi. Vị trí cắm mắt này đã bị lộ. Chưa mà, 10 phút mới mở network, bây giờ mở làm vẹo gì? Mất rune rồi, mở Dust lên! Không, không có Dust. Và bây giờ cũng không có Dust. Nếu mà mất rune rồi mở smoke thì càng ngu nữa. TP lên top rồi, General đang không bắt Sven. Yoku, lối đi nào cho anh? Thế bánh mì kẹp thịt incoming. Chói lưới lại rộng lên quay tay giặc là nó tốt đi. Cảm giác là đi quá xa lại không ổn. Dù gì thì Du cũng không xoay, không ulti trong tình huống vừa rồi, thế thì được. Sun try rồi, S-up rồi, discharge ra. Ơ, hú lên được rồi. Nhưng cái cọc bắt tin là USB. Tin được vào đội Aloha Dan, trụ bắn FNG, trồng cây vào Sonico. Vâng, rất đau, Sonico cắn lá cỏ lên, đấm lại, FNG cũng chết theo. Rồi, ngu chết bệnh tật gì đâu. Phải chi mà không trồng cây thì con BH nó đã chặt được một cái. Và con BH sẽ là người chết thay. Tên lên top. Chủ 2 nằm xuống nhìn cho Jen. Ủa, Jen. Tôi thuận mồm, tôi đọc tới thôi, thế là ăn thật à. Không cho General ăn nữa, General lên xong cái trống đi. Bây giờ ra vừa hủ lên, nó trói được God rồi, TP ba hủ vào. Đó là mạng, đó là mạng. Một hit nữa thôi anh ơi. 4 tỷ tiền. Mình tưởng đầu game giờ con gấu này yếu lắm chứ. Hai bố con có đồ đâu. Blow thay. Vậy ghẻ. Hai bố con không có đồ. Thế mà tạc chết được con Invoker. Dire's middle tower has fallen. Radiant's bottom tower has fallen. Ở đây em được gọi thôi, chỉ vì tha cho nó đi làm người, có đứa cứu sinh. Subscribe và check luôn sao. General thấy cái đất bị nướng, thế là không vào. Bây giờ là Roshan. Vô. Vô, bùi vô. Bùi đông địch thối, bùi vô. Mẹ canh tới rồi, tim đừng sợ, đánh đi, nhiệt tình lên. Bùi vô. Đánh lên rồi, tin vào đâu, alo, đây là đồng quân cũng kiếm hay không, không, bắt bay ra ngoài, bắn ra một quả tay lên. Bây giờ thì đi mà, nhưng dính tường băng, thôi xong, đọc quá đâu. Godren đến từ Yoku, bắt chém hết đội hình này bây giờ. Bắt khỏi được cho mình Agent, đang cố gắng chạy.
một pha hú lên đến từ gấu bố. Còn đó là gấu con hú lên, tôi được cả team lùi và được một nhịp mà thôi. Bây giờ thì Amstai rồi, xong còn không lối thoát Amstai rồi. Mekan cũng đấm cái gì cũng đã bấm rồi, Nofin đã một kill. Ở đây Dandy cũng sắp sửa mất Acid của mình, mất mạng rồi. Trời ơi, bây giờ không có gì chạy, hồi sinh ra không có gì chạy hết. Bắn cái ọp ra bây giờ hồi sinh. À còn Berlin, vâng, well played Dandy, anh vẫn sống. Nhưng ăn cái Acid xong thì tự nhiên không mất 1000 tiền và 800 những kinh nghiệm so với đối phương. Nát bét, ăn mỗi con multi. Radiant's top tower is under attack. Lên đi. Hôm nay muốn lên bắt tiếp FDG. Rim coi. Hay lắm rồi, kim rồi. Bây giờ thì sao? Ăn tính rồi, đọc cái nó tên là gì? Tên là gì? Không sợ quá 3 cây rồi. Không gì. Đồ bên này tiền cho đem đi. What is this nature you speak of? Trong một diễn biến mới nhất thì Lonroy lại vừa gục ngã tình huống smoke đi găng của team VP. Mình không theo cảm kịp. Kèo mũi kêu đang đến gần nhìn cho team VP rồi. Mekan là thứ mà bao tì đang nhắm tới. Hello Hayden, có track nhé. Rồi xong, invoker tới. Doctor tới. Giết! Đột phát đây, tuần sai đặt vào 30 kill. Tuần này còn lao ra, mở đất như thật. Tính vào đâu? Chứ này rồi chém hai cái xong, có mạng rồi, Dandy mega kill. Bây giờ Dandy lao tới. Sonico biết điều thì lùi về. Tại vì Sonico đang bị dính trắc trong đầu, cho nên Sonico chạy sát lại thì tự nhiên nó sẽ chạy nhanh lên. Thôi kệ, không sao, dù gì thì có mạng cho Sonico. Có nhiều thằng á, buồn cười lắm. Ở đây mình chia sẻ kinh nghiệm vui thôi. Dù gì thì kèo combat xong rồi. Connect vào một chút. Rồi, ok. Nhiều thằng á là nó bị trắc. Cái nó thấy mình không bị trắc, mình dí một thằng, mình dí đối phương. Nó cũng hóng nó dí theo. Mà tại vì nó bị trắc cho nên nó dí theo chung cái thằng kia chạy lẹ lên. Cái mình dí hoài không được à. Mình phải đuổi nó về. Mình kêu đồng đội đuổi nó về để mình chạy kịp. Khi mà thằng kia quyết định lên nó sẽ đi về ấy, thì còn lại con mình mà bên kia backup nó lên rồi mình chết ngược luôn. Xong cái support nó, xong cái mình phải chửi support đâu. Thì thằng support nó lại chửi mình là mày nãy mày kêu tao về, tại vì tao đi theo mày chạy nhanh. Mình đã bị một lần rồi. Radiant's middle tower has been denied. Dandy sẽ là người lock trên cho anh. TP về làm gì đây? TP về khơi khơi thôi. TP về cho an toàn. Phan xong người lock là muốn làm gì nào? Đây. Ác tay, một Turrican bay vào đâu? Look at it go. Bây giờ là phía bên này, nó gọi là surprise, mình pha The Mocker. Upstyle nhớ là mùi nhữ thôi. Mà nói thật với General cũng là mùi nhữ thôi. Deep Yara cũng chỉ là mùi nhữ thôi. Carry thực sự của game nấu này, đó là Sonico. Đi 7k4 network. Yoku lúc này đã có Blink, nhưng anh không có tốc đánh, không có tốc chạy. Tốc chạy có 350 à. Cái gì quỳ. Còn tình huống smoke. Để làm gì? Móc rồi thì làm gì? Thì móc rồi thì làm gì? Sáng nhà đối phương rồi làm gì? General rơi vào vùng sentry rồi. General thấy mà. Không có độc cô vũ kiếm. Không có
không ổn định. Ủa sao đen đi số vậy? À! Thôi sân chai vào đít rồi. Trời ơi. Wow, thoát rồi. Rất hay. Vậy là Dandy đã dụ được một cái strike, dụ được một cái stun của Sven. Thiếu chút nữa thôi thì Dandy cũng đã chết luôn. Bắn ngọc ra, bấm trống lên, quyết tâm là ăn trụ này. Búp giáp đến từ Sven. Phải làm sao? Phía bên bụi cây này, vâng, ai có Sven vào đâu, subscribe vào bằng tiền ở USB, Sonic cơ hội giả thành công, ạc tay chưa khô ulti. À không, mình nha, tay bấm ulti rồi. Ở phía bên này, Rim coi ba người, rất hay từ bên Dandy. Dandy kẹt trong bụi cây, Novia ném tin vào đầu, nó sẽ truyền đi đâu, nó truyền vào ạc tay. Vega kill đã bị end cho Yoku, và bây giờ thì Yoku tiếp tục giả vào ạc tay. Ạc tay lại đứng đấy cho Sonic bị stun. Bây giờ phải làm gì? Một pha trồng cây rất khéo léo, không ai chạy qua cái bụi cây đó được luôn. Đến từ phía MNG đã đúng hay luôn, nhưng không sao. Là đây, một bữa bao Yoku đã có được mạng của Sonico rồi. General nhận thấy tình hình là quá khó, anh ấy đã lui về từ xa. Và ba sĩ từ gấu con đã dành cho người có số màu hồng, đó là MNG. Trồng cây vào lại đẻ đẻ rồi. Look at it go rồi, hai bố con nó lại đứng rồi. Bóp, trời ơi là bóp. General đứng quay tay và TP. Không thể cản được. Phải làm sao? Ê, trên top. Ở đây, bắt đang làm gì đấy? Phải ship. Rồi xong, hai quả tin lên trên. Bức tường băng được dựng ra. God đang bị giữ lại. Rim coi ba người, bốn người chứ không phải là ba đâu. Nhưng General, ulti của anh quá yếu. Anh cần một level nữa. Không được, anh không có ulti thêm được một điểm nữa. Thôi chết General rồi. Người ta nói là dục tốc bất đạt. Rõ ràng là như thế. Arctai cũng đã quỳ double kill dành cho God. Nói thẳng một câu luôn, chắc là nâu. Không kịp lên level. Hồi nãy ulti chỉ có một điểm thôi. Chết. Ulti xong rồi mới là 2 điểm. Và đây thì Sonico nằm xuống. Triple kill cho God rồi. Ủa? One viewer has received a prize for witnessing a multi kill. Đùa hả? Cái này mà có một người thôi à? Ê mà lỡ người đó là mình thì sao? The van. Lên đi về. Lỡ người đó là mình thì sao? Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả bạn đã đến với kênh. Những bạn nào đã đến lần đầu thì xin gửi lời chào thân ái. Còn những bạn đã đến nhiều lần thì gửi các bạn một lời chào thân ái hơn. Mà nói chung thì lời nào cũng thân ái hết. Hãy bấm like và subscribe kênh cũng như là like fanpage để có thông tin mới nhất. Nếu như các bạn thích kênh và muốn xem những trận đấu hay được cast bởi mình cũng như các caster khác của studio thì hãy follow và nhận được những cái thông tin update liên tục. Ở nơi này General đang bị Aloha Dance bị trắc rồi. Ủa sao General vẫn lao vào Yoku đó? Như thật á! Từ nha, chúng ta cùng nhìn qua tầm nhìn của team Navi trên map. Không có một con mắt nào hết. Sau khi dính trắc thì chắc là nào lao thẳng vào đường của đối phương luôn. Không hiểu được luôn. Thủ lên được rồi. Ê, vô tình lại khèo được luôn MNG. Thôi đi Yara bớt giỡn đi về đi ông ơi. Yoku nó có blink. Rim coi ba người là rất ngầu. Dandy dính cớt bắn ngược người sao. FNG nằm xuống dưới tay của Chen rồi. Nhưng Arctai lại đang đứng tăng Yoku. Cái chuyện ma thuật gì thế này? Vâng, Arctai vẫn chưa chết. Đây đúng là ma thuật rồi. Sao what? Né tên được không? Được à, không. Không, cái doctor đã có được mạng của Chen rồi. Ở đây bắt bay lên, không bắt bay về. Chen lên top. God push nhà liên tục tì. Midas xài đi anh. General giết luôn General. Được, không đồ ở giết General được. General mãi đang lên default. Trong khi cái game này, cái mà cần mình nghĩ đó là Battle Fury. Tại vì bên phía team BP họ có con Fu này, họ có con
gốc cờ nó hồi hàng liên tục. Có Fury dễ đép hơn, còn không lên bút xét để đép Mega. Họ muốn giải quyết con Roshan này nhanh gọn lẹ đây. Nhưng mình thế nào đi, có cho điều đó xảy ra an toàn hay không? Vậy là đép được Roshan này là... Oh, bắn sai lần không trúng bất cứ ai hết. Invoker có được Aegis, ulti của Bu là rất đau. No Fear gần hết máu rồi, một chạm nữa thôi. No Fear, nằm rồi. Độc cô của kiếm tăng vào creep đến từ General. Và bây giờ thì Yoku lao vào, được không? Dandy ở đây lốc được Savan lên rồi, rất tốt. Phát ra ngoài vòng chiến sự, Dandy đã sống. God sắp chết nhưng God có Aegis. Bên trong tàu bãi bác ra sẵn sàng đánh nhau. Cũ còn nằm xuống, một cú hú lên đến từ Sonico. Và như vậy đó là màn của Invoker đã nằm. Ở đây No Fear bằng một cú swap đến từ Sonico, nhưng anh ấy đã dính curse, mình không nghĩ sẽ sống được đâu. Sonico cầm chắc cái chết rồi. Furion bay lên phía trên này, trồng cây vào người General, nhưng ngay lập tức là Sonico ray tay đi bỏ chạy. Furion có được mạng của Gen, tiếp tục truy đuổi gấu con. Gấu con có hú rồi, ủa sao gấu con không quay lại để hú lên rồi tạo khoảng trống cho General chạy. Ok, dây Fountain đã được buff lên đến từ Aloha Dance. Kèo rất khó cho team Na'Vi. Mega boss rồi. Ở lane mid này thì chỉ 30 giây nữa thôi. Sau khi kéo xong trụ 2 này thì Yoku sẽ kéo vào lane mid này với God Strength. Với sức mạnh như thế thì Na'Vi khó mà chống đỡ được. Một ngang tiền dành cho Dizera, nhưng mà thấy chưa lên cái gì đặc sắc hết. Đang cố gắng lên cái giáp xương dành cho con gấu con đây. Mà như thế thì rất là lâu. Juggernaut. Yoku bỏ linh lên. Một linh stun. Ủa, stay in the tree đến từ General là rất hay. Sonico chạy được không? Furion chắc hàng vào rồi. Stun được vào đầu Sylvan. Tiếp tục bỏ chạy, Mankind bấm lên đến về upside là rất khéo léo. Nhưng nơi đây, No Fear, bắt tiền USB, cancel được cái cọc là rất hay. Nhưng sau đó, Oli cũng phải quỳ thôi. Bắt phải ship phát đi được rồi. Nhưng General có may mắn đến thế. Ở đây anh quay tay để bỏ chạy. Còn upside thì vừa dính stun. Kèo quá khó dành cho team Na'Vi. Chênh lệch về tiền là 12.000. VP dẫn trước 12 cargol rồi. Khó lòng nào mà Na'Vi đỡ được. Thậm chí là bounty của Aloha Dance còn lên cả cho mình Blink. No Fear chỉ có 9 sĩ máu thôi, nhưng mà nãy giờ vào ra combat cũng khá là tốt. Nhiệm vụ của VS đa phần toàn là phá cọc của No Fear, và phá xong cái cọc thì cũng chết. Mà cái vấn đề nằm ở đây là cái cọc của Witch Doctor ở giai đoạn này yếu xìu. Cái đáng sợ là có strength của Sven thôi, nó vào nó vả mọi người bất tỉnh hết. Có được defuse General rồi. Bây giờ defuse chỉ có defuse đối phương hoặc là defuse gỡ truck thôi. Chứ mong đợi mà Sven hết BKB rồi chích defuse sổ để nó không chạy được thì mong manh lắm. Nó cứ fail fail thế nào. Cái này có con mắt. Rồi invi rồi. Andy cũng không liều mạng mà lưng lên. Lưng sang đây. Ô, tính làm gì thế? Tính làm điều ngu ngốc gì thế? Đấy là Sven. Đấy là Sven chứ không phải là PL hay là cái không, mà PL cũng khó giết lắm. Đấy là Sven chứ không phải là Crystal Maiden. Ừ, nói thế đi cho vui. General 1k6 tiền rồi. Dường như cũng đang rất muốn lên Fury. Chỉ có Fury mới đáp nổi dần này. Không cái gì đáp được hết. Không một loại hóa chất nào so sánh được sản phẩm ưu việt
Đến ra ra không TP về được rồi, sao chẳng. Tay đuổi theo Dandy, bây giờ là có Rimcoy Sentry đâu. Tụi này có Sentry Dust lên. Đúng rồi, có mạng rồi. Fuck, ăn được Dominating. Xấu xì của Invoker. God 3k9 tiền, chưa lên gì hết. Regeneration. Run Regen dành cho Fu. Fu lên búa xét 2. Hay là truyền thống, cứ team nào lên búa xét 2 là team đó thua. Như vậy fanboy Navi đã tự tin hơn chưa? Cứ lên búa xét 2 là thua. Thề luôn. Như các bạn thấy, FNG với búa xét 2 không giết được một con Furion đứng im tên là về nhà. Trong khi nếu như anh lên The Soul thì anh ấy sẽ giết được con Furion. À nhầm, nếu như FNG lên The Soul thì Furion sẽ giết được con chết nào. Xin 1 phút đến từ phía team VP. Game đang pause, chúng ta cùng điểm qua tầm 2 team. Ở phía team VP là 2 BKB, 23 Blink. Một cục game trong người Aloha Dance. Danh lịch về tiền là 14k tiền cho VP. Yoku cầm được giáp xương rồi. Bây giờ mà cầm một cái crit vô nữa thôi là xong phim. That's exact. Luffy với Etherland sẽ bị crit. Twice the cutting power. Invoker thì có BKB. BKB còn mới tin 10 giây. Một cái Blink và cái xanh trống và Midas. Ủa khoan, Blink tại sao cooldown 12 giây? Mình nhắc luôn, gửi Blink cooldown 13 giây mà. Hai bạn một điều đặc biệt đó là có thể nhiều bạn không để ý chuyện này. Ở đây mình nói cho các bạn biết trước một chút. Cái kiếm Blink, cái khả năng Blink của nó là 1200 range. Nhưng nếu như các bạn bấm nó xa hơn cái mức 1200 range thì các bạn sẽ chỉ blink được 1000 range về cái hướng đó thôi. Điều này giống như là phải thuần thục và khéo léo trong việc sử dụng nó. Nếu như bấm tốt thì blink được 1200, bấm fail thì chỉ blink được 1000. Tình hình mà team VP không push hai round được như vậy ở hai cái lane còn lại của team Navi thì cái cửa thắng của Navi nó đang tăng dần đều, mặc dù không cao. Ô, oh, bắt cả Aloha Dance. Một pha Rimcoy rất là táo bạo. Kill the free dành cho Dandy. Người cầm game đó là đó là Dandy. Dandy này có game rồi, sắp sửa level 16.
ngoài áp của team VP nó bị hơi bị tù đi một chút. Khả năng của Sidecrowd hơi hạn chế. Nhưng mà bản chất vấn đề thì con gấu con này nó cũng không phải là cái trở ngại quá lớn như việc của Sidecrowd. Phút thứ 31 của trận đấu, Sven vẫn đang đứng top network với 17.500 tiền. Các bạn coi stream có bị cái tiếng rít không vậy? Mua hồ con rùa. Mày đang là tình huống đồ xanh là thứ 3 của game rồi. Nhưng không để double damage cho Sven cầm, phu cầm làm gì? Ngày mai mua một sợi dây điện nối từ cái vỏ cái thùng máy để xuống đất luôn, nó không bị rò cái tiếng rít nữa. Bây giờ mình bỏ tay ra khỏi thùng, cái tiếng rè nó to lên. Trời ơi, General. Thôi banh ta ra. Đấy. Bỏ tay luôn ấy chứ. General game này đánh rất buồn cười. Vậy là một cú sạch đó, Zodico sẽ quá đầu giá là rất tốt ở đây, hú lên lùa Yoku ngược về phía sau. Yoku còn Aegis. Vâng, mạng đầu tiên đã xong. Round 2 incoming. Đã lên Berlin đi được rồi. Rất khó khăn và gian khổ cho team Navi khi mà carry của họ game này đánh phải nói là không khác gì Hobot. Ủa mà nói thế thì có kỳ quá không? Hobot là người farm được nhé. Hobot farm được, chỉ có mỗi tội là Hobot ổng vào combat không khéo thôi. Còn General game này farm cũng không hay. Thuộc 11k là vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp. Tự nhiên game này đánh chắc là đầu như là Hobot hồi xưa. Đấy, xin lỗi các bạn, đánh nhau bên ngoài rồi. Ở đây Dandy đang đuổi theo Nofear. Trong khi đó đây, một cú sạch rồi. Yoku đứng vả tất cả mọi người. May mắn là Yoku không có Ghost Train. Độc vô cũ kiếm của chúng ta nào chém ra rồi. Nhưng hình như không ai sợ hãi. Bây giờ thì Yoku Ghost Train. General đang quay tay, không biết để làm gì. Cọc cắm thầm lâu hơn. Và bây giờ Nitera cũng đi vào vùng có cọc. Anh ấy cũng đang quỳ luôn. Triple kill cho God. Tiếp theo Sonico cũng đi lên trên y như kịch bản cũ. Rồi lại dính con Snap không chạy được. Không khác gì kịch bản cũ luôn. Và bốn người bên phía team Navi đã nằm xuống chỉ để đổi lấy mạng của Sven cũng như là Bounty. Phải bay bác đến từ Sonico rồi. Tân cả cái xe nữa là Sonico. 15k tiền như là VP. Cái việc Style có gậy xanh thế này thì cái khả năng depth cũng tốt hơn. Nhưng nó lại nảy sinh một vấn đề, đó là depth, grip, tiền rơi vào túi Style hết trơn à. General bây giờ là lên tham tranh. Oh
khó một chút là như thế nào. Đi full. Van. May mà còn có chain thì những con đệ của chain đép được Grip Mega. Lóc được màn của Bounty rồi. Vậy ship ra cái sân vẫn đang truyền, may là truyền vào Grip. Ulti hai người, con Strand lên, vâng sau quap lùi phía sau. Yuku đang đuổi theo Puck ở đâu? Là độc cô cũ kiếm, phang rơi vào Grip. General quay tay ra sau và tên lên về nhà. Đánh không lại rồi, phải lùi thôi. BKB đừng mở lên đến FNG và God cũng mở BKB. Dồn sức giả vào mặt và Sai và Winterstar đã có mạng rồi. Nơi đây, Sonico bắt lấy được không? Còn bây giờ thì đã có một pha lốc lên nhưng Sonico cầm chắc cái chết trong này. Double kill dành cho Novia. Rơi vào tình trạng là không thể đáp được. Silent bắn hợp về. Thật khó khăn cho tìm Na'Vi. Lão lên post vào Yoku một cú tên. May mà General quay tay kịp. May mà General quay tay kịp. Lần này thì không còn cái gì có thể đỡ được nữa rồi. Còn con rồng này, một mặt cung lửa. Lock the van lên. Lại tiếp tục bắn hợp. Phát ra ngoài rồi. Để phải thế nào đây? Đập trụ liên miên và hai lane dành cho team VP. Chính thì phu vào người Yoku. Yoku tung BKB ra rồi. Cái vấn đề rất lớn của General là anh không có Fury, cho nên là vào combat á anh toàn chém một mấy con creep không à, trong khi lẽ ra có những con creep có thể chết sớm hơn vì có Fury, như là đồng đội không clear được creep nhanh, nó rất khó. Có thể thấy được lúc này ba vạch network dành cho team VP và mình cũng không nhìn ra được lối đi dành cho Na'Vi. Hai lane bị lủng, còn carry General thì cũng miệt mài và mãi vẫn không lên được cái item nào ra hồn. Bây giờ bí bức quá thì cắm búa xét vào đép luôn cho rồi. Con này nhất định phải có được Fury. Không thể nào không có Fury. Đép mà không có Fury thì rất là lâu. Một Fury, hai búa xét. Nói búa xét nói vui vậy thôi chứ búa xét loại tầm dùm để đép nhà khá tốt. Sau Radiant và xét và la đây, còn may mà có hú nó hú lên về đây. Khá bao nút phía lão nháo thì lên bảng viết bản báo cáo luôn. 70 giây không có quýt trong tờ. Sẽ đi vào đâu? Cả tiền không chịu mua Fury.
hai đen thì đang chờ phía sau. VS lộ sai. Hai bên cùng muốn chắc Roshan. Mất smoke hết rồi. Mất smoke hết rồi. Đây là Yoko. TP và Rimcoin có đen đi không thành công rồi. Siva mở ra. Yoko kẹt trong bụi cây. Oh. Cứ đứng đánh xa rồi nó không blink được là thắng. Phía trên này General. Thôi chết rồi. General lại một lần nữa sẽ bay created dành cho team. Doneco ở đây thì sao? Vâng, Dandy đã có được mạng của Serpent. Nhưng God vừa dứt điểm luôn cả VS rồi. Bây giờ về hết đi. Thằng ai nấy lo. Ai về được thì về. Nhà chính đang bị push. Giờ là đang lao ra để đép rồi. Kèo cảm thấy là rất khó khăn. Phải nói thẳng một câu là game này ông Jonathan của Dijara nó tạ kinh hồn. Carry 1-6. Furion đã có Daedalus. Daedalus bố xét 2. Đánh như cái máy điện. Và crit là 6 xị. Bạn Nguyễn Hải Phương hỏi Yoku vừa làm cái gì thế, thì mình sẽ trả lời là Yoku tạo khoảng trống cho team để team Na'Vi có thời gian vây chết được. Yoku ở đấy là blink hơi fail. Còn General là tạo khoảng trống cho team Na'Vi có thời gian vây chết được Yoku. Đổi mạng giữa carry với carry. Một hành động rất anh dũng. General tầm này crit 8 xị rồi chứ không hề ít nha. Bóng cũng crit 6 xị. Offlane thì offlane thì cuối cùng là vẫn được thả cho farm như carry mà. Chẳng qua là team Na'Vi không thích chơi góc sáng tạo, cuối cùng chơi ra cái góc tối tạo. Thành công có được Aegis rồi, nhà thì đang bị push vào. Creep Mega là creep tay dài thôi. Clip tay ngắn. Còn clip tay dài nó vẫn sống. Radiance middle barracks are under attack. Toneco phải bằng mọi giá giữ cái rắc này. Thu phục được clip kéo sang cái lane top rồi. Rồi thì gia tăng áp lực cho lane top nữa. Thì cũng fail như cũ thôi. Chả có mấy thay đổi gì. Tự bơm moon lên. Được cái là đép được cái rắc này. Còn 84 giọt cho cái Rage Barrack ở lane mid. 84 giọt. Game này phải thừa nhận cái hay của team Na'Vi đó là họ kéo được cái game này nó lầy ra được. Rất là tốt. General được cho cầm phô mai. Diffuse số 2 dành General. Mở lên ba linh ra bắt được nụ phía rồi nào ra luôn không một pha xanh nữa nụ phía bất tỉnh nhân sự rất hay. Nếu như cứ pick up từ từng người một bên viết MVP thì cơ hội thắng của Na'Vi lại càng tăng cao. Nhưng mà VP họ chỉ cần đánh cẩn thận một chút xíu thôi.
Ờ, đi ngang ở đây kìa, tiền, tiền, 9 giây nữa mới tàng hình được. Thấy rồi, thôi xong, vỡ đầu. Lại đi lỗi đến từ bounty. Dường như đây là lúc để team VP chơi fair play. Thế là đầu game, không chắc là nào ổng đi ngáo như thế nào. Thì bây giờ các vị trí của team VP sẽ đi ngáo lại cho fair play. Dây máu, à không, nhầm, dây bay dành cho luôn rui. Cái mình thấy hơi kỳ đấy là đi ra thì còn đố con cái Solar Crest này là à, mà sao tư thế chạy con gấu con này nhìn nó buồn cười thế nhỉ. Đức nói mà để ý sao cái tư thế nó chạy gì kỳ quặc thế. À, mà sao giờ nó hết kỳ quặc rồi, nãy mới thấy nó kỳ quặc mà, hay là mình soi nó cho nên nó hết kỳ quặc hay sao đây, tại mình soi nó mới hết kỳ quặc đúng không. Cứ nhìn lên trên cao đúng kỳ quặc luôn. Đây, à, đi cạnh gấu bố thì nhìn đúng kỳ quặc luôn. Các bạn thấy cái tư thế không? Như là con ếch ấy, chứ không phải con gấu. Nhìn như con ếch. Oh, trên này rồi, bị ăn tân rồi. Nhưng mà Yoku thì cũng bị ăn, ở đây là Dandy bị ăn hết luôn kìa. God Blood ra, may mà Dandy Envy đi được. Yoku nằm xuống dưới tay của chết là nào rồi. General vừa lập công to, nhưng Tornado cũng đã quỳ xuống dưới tay quýt trong to. Lốc được quăng ra. Ở đây General tiếp tục lao lên, cắm cọc hiệu máu cho cả team. Mà chỉ là một đối một rồi, một Bobling và Silent đến từ Bob giật của mình. Tiếp tục là tên ra đến từ phía Novia. La vào chích đi phố mọi người, Novia chém rất đau, lại có trồng cây. Fury cắn cây để làm gì? Trời ơi, gấp đôi Kenshi để làm gì? Có hai Fury để làm gì? Một cái gọi là Blade Fury, một cái gọi là Battle Fury. Blade Fury là chia quay tay. Thôi, và Sơn Strike suýt nữa thì bật ngửa luôn. Ở đây bị BKB ra đỡ làm FNG. Nhưng General lao vào chém rất nhiệt tình, rất tự tin, rất năng động. General ăn kèo này rồi. Phía dưới này, Dandy. Ở đây Envy hồi sinh thì phải. Alo Hades búp dây con tên phọt sát xuống dưới. Alo Hades đã sống. Nhưng còn nơi đây là God. God cũng an toàn rồi. Oh, comeback is real, comeback is real. Navi 31, oh Navi 30, Navi 30, comeback is real. Ở nhà thì là một câu chuyện khác. Nếu như mà Navi không về đáp, Furon có thể bài bác ra và rát nát nhà. Mình nói thẳng một câu là như thế. Furon có bài bác. Rất nhiều người có bài bác. VS đã về. Đáp được không? The Ben trở lại rồi. Hát lại được alo, à, không hát được ai đây, ủa sao không thấy tên à, hát được một gấu con hàng kia, thấy cây máu đúng to luôn mà tôi không thấy tên. Ôi alo Adam bị mấy con đệ nó khèo cho chết, bấm hồi máu lên đang chạy như vịt này. Đây cố gắng track một phát rồi té đi, bờ linh phật táp các kiểu rồi đi. Alo Adam máu quá thấp luôn, bây giờ còn bao ti trở nên đuối sức. Tự dưng network từ tầm 17k lúc nãy đã bị kéo về còn gần 12k. Comeback is real. Alo Hades đã bị nhìn thấy. Furry. Thôi xong Alo Hades. Mình thấy là sắc chắc kẹo 3-2-1. Phong táp đi và mở lên Silent. Xong rồi 1. Trước khi game đấu này kết thúc thì mình muốn cho các bạn để ý một điều.
Nó tầm nhìn của con mắt cắm ở trên đồi này, nó có thể nhìn tới sát tới cái viền này, nhưng không thấy được cái khoảng này. Nếu như các bạn muốn cắm mắt trước cái khoảng này thì có thể cắm ở đây, cắm ở đây. Nhưng nhớ phải đi sát vào đây để không bị thấy. Và phải tàng hình nhé, tàng hình đi sát vô luôn á. Đào và ban ngày, còn mà ban đêm thì cứ đi tự nhiên đi. Ban đêm thì tầm nhìn nó giảm xuống. Rồi thắng xong lên 3-0 cho Na'Vi. General sao đứng láo thế? Lốc rồi, phía sau là Rim coi hai người. Yoku kẹt lại. Sờ quáp Yoku ra ngoài. Độc cô cũ kiếm. Tạch 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 tạch. Đó là đi ra ăn mạng. Blast đến từ God vẫn không đủ. Sven phải bay back ra rồi. Và khi Sven bay back thì trên laptop lại là rush đến từ phía FNG. Game này vẫn chưa end một cách dễ dàng cho bất cứ ai đâu. Arctide vừa bị phát hiện rồi. Blast ra rất khỏe. BKB lên. Vả mà Arctide đã xong phim. Nơi đây những con rồng. Những con rồng. Yoku tiếp tục đuổi theo ai đây? Phía bên này, và như vậy là có lốc lên, bắt được đi ra ra, nổ phía cho một cái stun, không truyền vào đâu, truyền vào con sâu phía sau, con gấu truyền vào, ở đây, Amplify đam lên rồi, Dandy lao vào, lốc The Van lên là bảo vệ, được không, phía sau, General bay ra, và đó là mạng của chúng ta nằm xuống dưới tay General, Dandy bay đến vào với Enlun, cho Wicked Six của, không, Enlun Mega Kill của God, God đã phải bay back ra, ở đây đây, Yoku đang dồn đam vào Dijara, nhưng Yoku mới là người bỏ chạy. Yoku đang back rồi. Ở nhà, cái nhà, cái nhà, FNG đang push Mega. Ở đây God, God cũng đã đài back. God cũng đã đài back. Bây giờ thì đến được Sodeco. Vâng, đã bị rắc nhưng vẫn bấm smoke chạy về. Ở nhà này, Dandy vừa về đây. Muốn đánh FNG. FNG quyết tâm lấy Mega Creep. FNG đã lấy được Mega Creep cho team. Mega Creep. Nhưng Na'Vi còn gấu bố gấu con. Còn một con trước nữa đâu. Bài bác đến từ phía Phu. Phu đẹp hay là Phu sẽ vào push. Búc 3 dành cho Furion. Hai cái nhà bay lên. Sẽ là một pha base đây. Furion đang đến. Sonico xuất hiện. Mở búc 3 ra. Vả vào mặt Sonico. Vả vào mặt ai đây? Vả Sonico cầm chắc cái chết. Nhưng giết Sonico đồng nghĩa việc đam sẽ bị giảm lại. Bên phía team Na'Vi, họ không có modify. Ai sẽ là người ra đi? Ở đây nhanh hơn, ở đây đúng nhanh luôn. Na'Vi 3-1, đúng nhanh luôn, nhập phát không rồi. Và GG. Wow play. Na'Vi, comeback is real. Comeback is real. Comeback đúng khủng luôn. 18k tiền đã bị lật. Comeback is real. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh ngày hôm nay. Và sắp tới chúng ta sẽ có kèo Bo 2, Dream League, Na'Vi và team Vega. Hẹn gặp lại các bạn trong vòng mấy tiếng nữa ta? Hình như có 2 tiếng nữa thôi à. Tại vì kèo đó lên rất là nhanh. Để mình xem, được trên Gosu Gamer. Na'Vi với Vega trong vòng 1 tiếng rưỡi nữa. Tức là vào lúc 11:30 tối nay. Quán hả? Hà quán. Reboot đó. Tùy người.